Ngày 21 tháng 12, tại Bộ Xây dựng đã tổ chức hội đồng nghiệm thu đồ án thiết kế đô thị mẫu tỷ lệ 1 trên 500 khu vực cảnh quan bên sông Đồng Nai. Ông Hồ Chí Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Chủ tịch Hội đồng chủ trì. Ý tưởng chủ đạo khi thiết kế đô thị nhằm tạo nên hình ảnh trẻ trung, năng động trên các tuyến đường, cửa ngõ của thành phố, tạo không gian chiều sâu liên kết với đô thị lịch sử và thành phố hai bên bờ sông, lấy dòng sông làm trung tâm tổ chức các khu cây xanh, mặt nước thoáng, các khu vực để hoạt động giao lưu văn hóa và luyện tập ven sông, phát triển các dạng kiến trúc thấp tầng, kết hợp bố trí một số công trình kiến trúc cao tầng, tạo điểm nhấn cho đô thị. Đánh giá chung của hội đồng cho rằng đồ án khá chi tiết, tuy nhiên nhóm nghiên cứu cần bổ sung thêm một số cơ sở lý luận và thực tiễn. Kết luận hội nghị, ông Hồ Chí Quang, chủ tịch hội đồng yêu cầu đơn vị tư vấn cần nghiêm túc hoàn tất lưu tâm các ý kiến đóng góp của thành viên trong buổi nghiệm thu để sửa đổi đồ án nhanh nhất. Bên cạnh đó cần bổ sung thêm phân tích nét đặc trưng về hiện trạng từng khu vực để phục vụ du lịch, thương mại, văn hóa và tôn giáo, điều chỉnh ý kiến của địa phương và tìm ra điểm đặc biệt quan trọng nhấn mạnh trong đồ án làm rõ tính bản địa xem xét lại việc làm nhà cao tầng sát bờ sông vì dễ gây ảnh hưởng đến cảnh quan công cộng chung